cả cái thế giới nó chỉ hạn chế ở trong một cái khu này thôi. Sang đây ngày xưa là tại vì mẹ anh là dân lao động, sau đấy là đón anh sang đây đoàn tụ gia đình. Đây em có nhìn thấy cái ngày xưa đây là cái Kinderspielplatz. Trẻ con người Việt Nam mình lúc đấy sang đây đi theo bố mẹ thứ sang đây mấy đứa mà anh còn nhớ thời đấy thì cũng chỉ có 8-9 tuổi thôi, thế nên là sau khi mà hàng ngày đi về thì giờ rất là thích tụ tập ở đây. Khu Kên Dê này là cái khu mà xuất xứ của người Việt Nam mình mà cái thời mà bắt đầu mới sang Đức ấy. Họ xây từ cái thời mới bắt đầu DDA ngày xưa, nó bắt đầu từ thời Đông Đức cái thứ ngày xưa, nhưng mà sau đó thì chỉ sử dụng ở trong cái mục đích chính là cho những cái người mà khai thác xa bài thờ Việt Nam mình ấy. Sau cái thời từ năm 87, 88, 89 sang đây đi lao động cái thứ thì đều là về ở tập trung ở đây. Thời đông nhất ở đây theo anh biết thì phải lên đến 5-6 nghìn người ở cái khu này ngày xưa. Cái kỷ niệm rất là buồn là cái xe đạp đầu tiên thì cũng bị mất ở chính chỗ này. Em bị ăn cắp mất, xong rồi cũng phải khóc mất được khoảng 1 tuần vì là bị mất cái xe đạp. Nếu như anh nhớ không nhầm thì anh vẫn còn nhớ được cái buồng mà lúc sang đây là ở những ngày đầu tiên ở nước Đức này. Bình thường cả tầng này phải hàng lên đến hàng trăm con người, ít nhất là hơn 100 người chỉ trong một cái buồng rất là nhỏ như này, thế nên là nhiều khi kiểu đi về là cũng phải chia nhau ra hoặc là nấu chung hoặc là cứ người này xong rồi đến lượt người khác, thế nên là về sau đông quá thì mới nảy sinh ra cái tình trạng là thôi mọi người là mua bếp điện về tự nấu ở trong buồng ấy. Ngày xưa là có những cái buồng họ mở thành được cả những cái quán phở. Những cái chủ doanh nghiệp lớn sau này của người Việt Nam mình ở đây mà có những người thành đạt đều xuất phát là từ những cái cửa hàng rất là nhỏ như này mà ra. Khi mà bây giờ quay lại về đây thì cái cảm giác bây giờ về đây nó rất là khác. Tôi không hình dung được là tại sao bây giờ sau bao nhiêu năm quay lại cái buồng nó lại bé như thế này. Hàng ngày là cứ về đây ngồi đây và nhìn ra ngoài thì là hình dung ra được cái thế giới của bên ngoài nó là như thế nào. Nó là cả cái thế giới nó chỉ hạn chế ở trong một cái khu này thôi. Mà mới sang 1-2 năm đầu tiên thì thứ nhất là gì là cũng không dám đi ra ngoài. Cái thời đấy vẫn còn cái phong trào mà chống người nước ngoài. Sau đấy thì cái phong trào đấy nó không còn nữa thì bắt đầu mới dám, mẹ anh cũng mới dám là sau khi là đi học về cái thứ cho đi chơi lanh quanh ở những cái khu ở đây. Thế với anh vừa nhìn ra cái số buồng ngày xưa là 208, buồng này là cái buồng đối diện với cái buồng chéo cách hai buồng của anh ngày xưa, thì có một cô bé mà gần như là sang đây là dạy tiếng Đức cho anh những câu đầu tiên ở tại nước Đức. Thế nhưng mà anh nhìn vừa rồi thì mới giật mình nhận ra những cái hình này là những cái hình mà chính ngày xưa là trong những cái quyển sách mà anh nhớ còn thời trẻ con nên là hay mua cái quyển sách Bravo ấy, thì anh về anh hay trả cho cô bé nhưng kiểu là thay cho tiền lương. Thời đấy là anh rất thích có một cái xe đạp. Anh mới hỏi cái xe đạp tiếng Đức là gì thì cô ấy dạy cho anh là cái tiếng Đức xe đạp gọi là Fahrrad.
về tình cảm con người thì là cái thời đấy là anh cảm thấy là tốt nhất và cũng là đẹp nhất trong cả cái quá trình của những người Việt Nam mình ở đây.